Kính chào quý vị, bản tin dịch Covid-19 tại Việt Nam hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hơn 1.000 ca mắc mới, 3 ca tử vong không bệnh lý nền. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Hơn 97.000 liều vaccine Covid-19 của Pfizer đã về Việt Nam. Người từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa phương khác phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần. Người dân kéo nhau đi mua hàng, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định cung ứng đủ tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ y tế Trà Vinh vì lơ là chống dịch. Ba bác sĩ là F1 không chấp hành cách ly tập trung. Một thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh có vấn đề sức khỏe, test nhanh dương tính. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết. Bộ Y tế cho biết trong ngày 7 tháng 7, Việt Nam có 1.007 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 997 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu với 766 ca, Bình Dương có 60 ca, 41 ca ở Khánh Hòa, Vĩnh Long có 24 ca, 19 ca ở Long An, Tiền Giang có 18 ca, Phú Yên có 14 ca, Quảng Ngãi 13 ca, 6 ca ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Đồng Tháp mỗi khu vực có 5 ca, Trà Vinh, Hà Nội đều có 3 ca, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Nghệ An cùng có 2 ca. Hà Tĩnh, Cà Mau, Đắk Lắk, Thanh Hóa mỗi khu vực có 1 ca. Trong đó, 968 ca được phát hiện trong khu Cách Ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 480 bệnh nhân khỏi bệnh và 5 bệnh nhân tử vong. 3 trong số 5 bệnh nhân tử vong là những bệnh nhân không có bệnh lý nền, chịu tổn thương nặng do mắc COVID-19. 3 ca không có bệnh nền sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 5 bệnh nhân 49 tuổi ở huyện Nhà Bè có kết quả dương tính vào ngày 19 tháng 6, được chuyển đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Từ thời điểm mắc COVID-19, bệnh nhân bị viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển. Đến ngày 2 tháng 7, bệnh nhân tử vong vì viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp. Ca tử vong thứ hai là nữ, 63 tuổi, sống ở Củ Chi. Ngày 24 tháng 6, bệnh nhân xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 1 tháng 7, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Ca tử vong thứ ba không bệnh nền là nam, 56 tuổi, địa chỉ tại quận 4. Bệnh nhân mắc Covid-19 ngày 24 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 tử vong với chuẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp, cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng vành cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa quyết định giãn cách xã hội đối với toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thời gian áp dụng trong 15 ngày. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh cần coi việc chống dịch như một cuộc chiến, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết. Phát biểu tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh chiều tối ngày 7 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhận định, thành phố đang trải qua cuộc chiến thật sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để phòng chống dịch. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh phải nâng cao các biện pháp phòng chống dịch. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, dù số ca nhiễm COVID-19 tại thành phố đang tăng nhanh, nhưng thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống. Ông khẳng định đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng nên người dân không cần mua tích trữ, không tập trung đông người. Ông cũng mong muốn người dân hãy bình tĩnh, tin tưởng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, chung sức chung lòng cùng chính quyền thành phố trong 15 ngày giãn cách theo chỉ thị 16. Sáng ngày 7 tháng 7, tại sân bay quốc tế Nội Bài, đại diện Bộ Y tế đã tiếp nhận lô 97.110 liều vaccine Pfizer. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vaccine của Pfizer cho Việt Nam trong năm 2021. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, với trên 20 cuộc họp và nhiều văn bản trao đổi đàm phán trong hơn 10 tháng vừa qua giữa Bộ Y tế và Pfizer, được sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự ủng hộ của các bộ ngành, ngày 7 tháng 6, hai bên đã hoàn tất ký kết hợp đồng cung ứng vaccine. Thứ trưởng Trương Quốc Cường mong muốn Pfizer đảm bảo tiến độ cung ứng 31 triệu liều vaccine phòng Covid-19 trong năm 2021, đồng thời xem xét cung cấp bổ sung khoảng 20 triệu liều vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo yêu cầu tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh, trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng đủ, được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp theo. Ngoài ra phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời đúng quy định. Đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế yêu cầu phải thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chiều ngày 7 tháng 7, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân. Đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng lượng hàng lương thực thực phẩm thiết yếu cung cấp cho người dân qua 3 kênh chính, trong đó bao gồm chợ đầu mối chiếm 60% đến 70%, các doanh nghiệp bình ổn thị trường chiếm 30 đến 50%, còn lại là các doanh nghiệp khác. Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã làm việc với doanh nghiệp bình ổn thị trường, hệ thống phân phối hiện đại để bổ sung, gia tăng hàng hóa phục vụ cho người dân. Hàng ngày, doanh nghiệp cung cấp cho siêu thị cửa hàng tiện lợi 2.000 tấn lương thực, thực phẩm và rau củ quả. Những ngày gần đây, do người dân đổ xô đi mua sắm hàng nên tạo ra sự thiếu hụt cục bộ. Sở đã làm việc với các chuỗi siêu thị tăng nguồn hàng để cung cấp kịp thời, đồng thời kéo dài thời gian mở cửa để thuận lợi hơn cho người dân. Ông Vũ khẳng định lượng hàng dự trữ của doanh nghiệp bình ổn, lượng hàng của tiểu thương thông qua ba chợ đầu mối vẫn về thành phố với khối lượng tương đối dồi dào, đáp ứng đủ cho người dân. Từ ngày 29 tháng 6 đến nay, trên địa bàn các huyện Tiểu Cần, Châu Thành, Càng Long, Cầu Ngang đã xảy ra các trường hợp người từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về đến trạm y tế khai báo nhưng nhân viên y tế không xử lý test nhanh hoặc không thực hiện, không có hướng dẫn cụ thể dù tỉnh đã cho chủ trương test nhanh. Sau khai báo y tế cho về nhà, những người này trong nhiều ngày đi lại tự do nhiều nơi, địa phương không phát hiện để lại hậu quả nặng nề. Đây là những hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh cần xử lý nghiêm khắc. Chủ tịch tỉnh giao giám đốc sở y tế chủ trì phối hợp các sở ngành có liên quan tổ chức triển khai tạm đình chỉ công tác đối với giám đốc trung tâm y tế huyện Cầu Ngang, trưởng trạm y tế xã Mỹ Hòa và nhân viên y tế của trạm y tế xã Mỹ Hòa liên quan đến ca bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Cầu Ngang. Trong ngày 7 tháng 7, các thí sinh trung học phổ thông tiếp tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Để đảm bảo công tác phòng dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các điểm thi đã triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo 5K. Tuy nhiên, tại một số điểm thi trên địa bàn đã phát sinh một số trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn, Tân Phú có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6 tháng 7. Đến ngày 7 tháng 7, thí sinh không đến điểm thi. Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 phát hiện một thí sinh đang thi môn văn có vấn đề sức khỏe. Thí sinh được chuyển cấp cứu, test nhanh, dương tính. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thánh Tôn, quận 7, có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6 tháng 7 và dự thi môn văn sáng ngày 7 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp phòng dịch tại 3 điểm thi trên bên cạnh đó động viên làm công tác tư tưởng cho các thí sinh cùng vòng thi với những trường hợp nhiễm bệnh yên tâm hoàn thành các môn thi còn lại có biện pháp phân luồng riêng quản lý việc đến điểm thi di chuyển trong điểm thi đến các phòng thi của các thí sinh này Chiều ngày 7 tháng 7, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch huyện Tuy An, Phú Yên cho biết sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với ba bác sĩ là F1 chậm trễ và kém ý thức thực hiện cách ly tập trung. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thị trấn Chí Thành, huyện Tuy An có báo cáo việc ba bác sĩ ở địa phương này là các trường hợp F1 nhưng không chấp hành thực hiện cách ly tập trung. Trước đó, ngày 6 tháng 7, Trung tâm y tế huyện Tuy An thông tin về 20 trường hợp F1 ở địa phương này phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Sau thời gian làm việc, đến 20 giờ 46 ngày 6 tháng 7, Ủy ban nhân dân thị trấn Chí Thành cùng Trung tâm Y tế huyện Tuy An đã đưa được 17 người đi cách ly tập trung. Trong khi đó, có 3 bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An chưa đi cách ly tập trung được, lý do là một bác sĩ đã tự lái xe riêng đi cách ly trong khách sạn ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên nhưng cơ quan chức năng không rõ thời gian đi khi nào. Hai bác sĩ còn lại thì lực lượng chức năng phải đến vận động khoảng 30 phút. Tuy nhiên, hai bác sĩ báo đang có triệu chứng đau họng nên sẽ đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An điều trị. Thời lượng cho bản tin dịch Covid-19 sáng ngày 8 tháng 7 của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về philoa vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.